Một hành trình mới đã bắt đầu. Sáng nay, ngày 5 tháng 9, Happy Back to School với những gương mặt hồn nhiên, vui vẻ đến khai giảng tại ngôi trường hạnh phúc, trường Victoria Nam Sài Gòn. Như thế nào là một trường học hạnh phúc? Chúng tôi có 5 giá trị cốt lõi rất quan trọng và sức khỏe tinh thần cùng với hạnh phúc của học sinh là một trong những yếu tố chính mà chúng tôi hướng đến. Vì vậy, chúng tôi luôn muốn mang đến cho các em học sinh cách để trở nên hạnh phúc và cách kiểm soát cảm xúc bản thân. Và để thực hiện được điều đó, chúng tôi sử dụng một chương trình học có tên là Hành động tích cực đến từ Hoa Kỳ nhằm giúp học sinh nhận biết cảm xúc của mình và kiểm soát chúng. Bởi vì khi nhận ra cảm xúc và hiểu được cảm giác của bản thân, chúng ta sẽ biết cách hành động phù hợp với người khác. Để mỗi ngày đến trường là một ngày vui, sự thành công trong tương lai của học sinh bắt đầu từ niềm hạnh phúc trong học tập mà các em đạt được ở ngày hôm nay. Bên cạnh các vấn đề về chuyên môn, trường Victoria Nam Sài Gòn còn đặc biệt chú trọng đến cảm xúc và tâm sinh lý của các bạn học sinh. Đặc biệt tại Victoria thì chúng tôi có chuẩn bị một đội ngũ giáo viên chuyên về tâm sinh lý trẻ. Thì tại đây chúng tôi có một cái phòng đặc biệt để cho các con có thể đến chia sẻ bất kỳ những cái điều gì mà các con có thể cảm thấy khó nói. Đôi khi là đối với cha mẹ các con cũng không thể mở lòng, nhưng mà với các thầy cô các con đã chia sẻ những cái điều mà rất là tinh tế và chúng tôi rất là trân quý điều này. Và một cái điều đặc biệt mà chúng tôi quan tâm nữa đó là cái việc tạo cho trẻ luôn thấy tự tin nhất ở bản thân mình. Tại vì theo tôi thì tôi nghĩ rằng là mọi đứa trẻ nó sẽ có những cái thế mạnh khác nhau, và nhiệm vụ của thầy cô giáo và nhóm hiệu nhà trường là phải nhìn thấy được đâu là điểm mạnh của con để giúp cho con tự tin phát triển và thể hiện đúng là chính mình tại ngôi trường thân yêu Victoria này. Có 3 con hiện đang theo học tại trường Victoria Nam Sài Gòn. Anh Châu Thước hoàn toàn yên tâm khi các con được học tập tại trường mà không cần quan tâm đến việc quan sát máy ghi hình tại trường. Hầu như là học ở trường này các con ở gia đình không cần chuẩn bị thêm một cái gì cả. Về cách kết nối á, ngoài cái chuyện là trường có cái app để liên lạc với phụ huynh, thì mỗi cô giáo chủ nhiệm á, đều có cái kênh liên lạc, có cái group liên lạc của lớp với phụ huynh. Đó là vậy là anh thấy đủ. Còn đối với chuyện camera trong trường thì anh cũng không quan tâm lắm, tại vì trong một môi trường học nó được lo lắng chăm sóc như thế này thì không có việc gì chúng ta phải mỗi ngày ngồi xem camera nữa. Chúng ta đã tin tưởng rồi thì cứ giao hết cho thầy cô. Là trường học hạnh phúc có phạm vi tiếp cận toàn cầu, dù chỉ mới bắt đầu hoạt động từ năm học 2023-2024, nhưng trường đã nỗ lực để có thể kết hợp những gì tốt nhất của nền giáo dục Việt Nam và Anh Quốc. Môi trường học tập chu đáo và phương pháp lấy học sinh làm trung tâm,